đang chuẩn bị đi xuất khẩu lao động Trung Quốc, Đài Loan và muốn học giao tiếp tiếng Trung cấp tốc. Bạn thường xuyên phải làm việc với người Trung Quốc, nhiều lúc bạn không hiểu được những câu khẩu ngữ họ hay dùng. Khóa học tiếng Trung khẩu ngữ thực hành được thiết kế với 30 bài giảng gồm 30 chủ đề khác nhau. Mỗi bài giảng bao gồm bài khóa, từ mới, ngữ pháp, phần hỗ trợ ôn tập giúp bạn dễ dàng ghi nhớ bài khóa, hiểu và vận dụng được trong giao tiếp với người Trung Quốc. Học tiếng Trung khẩu ngữ với những chủ đề thường dùng trong sinh hoạt hàng ngày là một trong những cách học tiếng Trung giao tiếp hiệu quả nhất. Để giao tiếp tiếng Trung tốt, bạn có thể vận dụng chúng vào cuộc sống, thường xuyên giao tiếp với mọi người, tạo thành thói quen nói tiếng Trung trôi chảy, tự tin. Sau khóa học, bạn sẽ thành thạo những mẫu câu khẩu ngữ tiếng Trung Quốc, nắm được các chủ đề giao tiếp tiếng Trung, tự tin giao tiếp với người Trung Quốc với những chủ đề cơ bản hàng ngày, là tiền đề để học tiếng Trung nâng cao và giúp bạn có thể dễ dàng đi xuất khẩu lao động hay đi du lịch Trung Quốc. Lợi ích khi học online trên Unica, học mọi lúc mọi nơi, chỉ với một chiếc laptop hoặc mobi kết nối Internet. Mua một lần, bạn được sở hữu khóa học trọn đời. Bạn có thể xem đi xem lại cho đến khi thành thạo, vừa học vừa thực hành, hỏi đáp trực tiếp với giảng viên.